Kính thưa toàn thể đồng bào quý mến, đây là những món quà quý giá nhất mà Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng bảo tôi gửi đến cho toàn thể đồng bào Việt Nam chúng ta nói riêng và cho tất cả nhân loại nói chung. Đây là hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giêsu hiện ra trên mây, ban hồng ân vĩ đại cho nhân loại. Và đương nhiên đây là hình ảnh màu gốc, hình màu gốc như thế này. Chúng ta phải có hình màu gốc thì chúng ta mới có thể làm hình đậm hoặc lợt. Ở đây chúng tôi làm hình đậm hơn, đây là khuôn mặt Cha Trời Giêsu có phép lạ và đầy quyền năng. Đồng bào cần có những hình ảnh này để trong nhà mình cũng như tặng cho người thân và thường xuyên cầu nguyện cùng hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giêsu thì chắc chắn đồng bào sẽ được sự bình an cũng như sẽ vượt qua những khó khăn đang gặp phải và đương nhiên sẽ tránh khỏi những đại nạn trong những ngày tháng sắp tới đang xảy ra. Một lần nữa, Y sư Thánh Giống Minh Vương Việt Nam thành thật cảm ơn đồng bào đã theo dõi phần thông báo và tường trình vô cùng quan trọng ngày hôm nay. Nhớ vào trang website của chúng ta học hỏi và đồng thời copy những hình ảnh này phân phát cho tất cả nhân loại được biết gấp. Và đây, những hình ảnh có phép lạ đi chung. Vì thế đồng bào, những ai có những hình ảnh phép lạ này cầu nguyện cùng khuôn mặt Cha Trời Giêsu thì những người đó sẽ hưởng trang đầy hồng ân của Ngài ban cho trong sự bình an và sẽ tránh được những tai nạn sắp xảy ra trên quả địa cầu trong những ngày tháng năm sắp tới. Một lần nữa, Minh Vương Việt Nam kính chào tạm biệt và xin hẹn tái ngộ.